Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida Shop và địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây thì mình có một cái chiếc Free Amplifier của Navision Audio, một trong những cái thương hiệu audio khá nổi tiếng tại Việt Nam, từng có những dòng sản phẩm bán ra trên thị trường quốc tế. Thì ở cái video clip hôm nay thì mình sẽ tiến hành giới thiệu với các bạn một cái Free Amplifier của Navision Audio với tên gọi đầy đủ đó là Tube Karaoke Free Amplifier NTM102, tên khá là dài. Thì cái NTM102 này nó là một bộ trộn karaoke tiền khuếch đại dùng đèn điện tử và được thiết kế với nhu cầu là vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke luôn đấy. Thì với vai trò là trung tâm điều khiển trong hệ thống âm thanh, NTM102 có nhiệm vụ là tái tạo lại âm thanh một cách chính xác và trung thực nhất, giúp cho người sử dụng có những trải nghiệm tốt nhất về mặt âm thanh. Thì giống như những cái dòng sản phẩm trước đây của Navision Audio thì cái NTM102 này sử dụng những cái thành phần linh kiện có phẩm chất cũng như là độ chính xác cao nhất, nhằm để phát huy tối đa hiệu suất của những cái đèn điện tử bên trong này trong khi hoạt động. Toàn bộ sản phẩm được bao bọc bởi một cái lớp kim loại màu đen ở phần thân đấy, với màu đen là tông chủ đạo và được cách điệu bởi một cái bảng mica khá là dày ở mặt trước. Đó, trên mặt trước là nơi bố trí những cái nút điều chỉnh những cái thông số về âm thanh. Đó, do là vừa có tính năng nghe nhạc vừa có tính năng hát karaoke cho nên ở đây chúng ta còn được trang bị thêm hai cái cổng micro dùng để cắm micro nữa. Đó, và ở bên đây là những cái nút dùng để điều chỉnh độ echo, repeat hay delay cho âm thanh, cũng như là cái nút tắt mở nguồn ở đây. Rồi, ở phần trung tâm này đó là cái nút vặn dùng để điều chỉnh âm lượng chung cho cả hệ thống. Rồi, thì ở khu vực này đó là những cái nút điều chỉnh để chỉnh những cái thông số cho micro, như là tông của micro hay là âm lượng của micro. Ngoài ra chúng ta còn thấy chỉnh được độ treble hay độ bass ở đây đó. Rồi, thì chúng ta sẽ đi đến mặt sau của cái con NTM102 này của Navision Audio. Thì mặt sau đó là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính với những cái thiết bị khác trong hệ thống âm thanh. Thì những cái cổng kết nối này có cái sắt được mạ vàng vô cùng sang trọng, nó đảm bảo cho cái chất lượng âm thanh xuất ra đạt được cái chất lượng tốt nhất đó. Thì ở đây chúng ta còn có một cái nút AC fill cùng một cái cổng dùng để cắm dây nguồn cấp nguồn cho sự hoạt động của cái con Navision Audio NTM102 này. Đó, nó là dạng dây nguồn rời, chúng ta có thể tháo ra hoặc gắn vô rất là linh động, không phải là dạng dây nguồn chết ở đây đó. Thì ở mặt trên của cái con Navision Audio NTM102 này, ở cái khu vực bên phải nó là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt, bởi vì bên dưới của nó là những cái bóng đèn điện tử cũng như là những cái linh kiện trên bao mặt. Thì việc bố trí những cái khe tản nhiệt ở đây giúp cho những cái bộ phận bên trong hoạt động được mát mẻ và thông thoáng hơn. Ở mặt dưới của cái con Navision Audio NTM102 này cũng không có gì ngoài trừ những cái khe tản nhiệt được bố trí ở bộ phận bên phải này, cũng như là bốn cái chân chống trượt bằng nhựa cứng ở đây. Đó, bốn cái chân chống trượt này khá cao, nó giúp tạo nên sự thông thoáng cho cái thiết bị khi để lên những cái mặt phẳng đó, đồng thời giúp cho cái thiết bị được vững chãi hơn. Rồi, nhìn chung cái con Navision Audio Chip Karaoke Reamplifier NTM102 này, với cái nhìn đầu tiên của người sử dụng đó là sự mạnh mẽ của tông màu đen và sự sang trọng của những cái tông màu vàng đồng ở phần mặt trước. Và những cái video trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm NTM102 của Navision Audio thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một video khác. Thì nếu thích video các bạn có thể like, đồng thời thích kênh của Vida Shop hay còn gọi là Vida Channel thì các bạn có thể subscribe để có thể nhận được những cái video mới nhất về những cái sản phẩm mới trên thị trường hiện nay, như đầu phát hay là những cái thiết bị karaoke, âm ly.